Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Lý Việt của mình. Như lúc trước các bạn, cái HDL á, không biết là các bạn bỏ hay là đã còn làm. Tuy nhiên á, sau khoảng thời gian mình thấy nó vẫn trả đều các bạn. Đây, mình vô cái app HDL cho các bạn xem nha. Đó, thì bây giờ mình sẽ mở cái lịch sử ra cho các bạn xem nè. Sau khi mình mua hơn 100 hy để mình đầu tư các bạn, thì nó vẫn trả về bình thường nha. Thế nè, mỗi ngày mình vẫn nhận một cái phần thưởng nè, một hy nè, và mình nhận cái phần thưởng nó trả từ vào trở về đó đó, tức là mở khóa cho các bạn đó. Thì mình ở đây mở khóa một ngày 2.20341 hy ha. Đó, nó mở nè, ngày nào nó cũng mở các bạn, mở đều luôn á, thì cái số này mình sử dụng được mà. Điều có nước là nó rẻ thôi. Đó, ngày nào cũng mở các bạn, không có bao giờ mà nó không mở hết á. Đó, thì mình nghĩ là nếu mà các bạn nào mà nhiều hy á, mà lúc trước bạn các bạn không tin tưởng, ví dụ các bạn có 400-500 hy á, thì mình nghĩ là các bạn cũng nên đầu tư 100 hy để các bạn mở khóa. Không, chứ làm thời gian mà bỏ thì nó uổng. Còn bạn nào mà một hai hy thì cái đó bỏ cũng được, không sao. Tuy nhiên là bạn nào mà nhiều á, 400-500 hy đến 1000 hy rồi đó, thì các bạn nên lấy đi, các bạn nên đầu tư 100 hy đi, nó không có bao nhiêu tiền đâu các bạn ha. Thì bây giờ giá nó hy nó rẻ rồi, nó có 0.1792 đô thôi, không, nó rẻ rồi, cho nên là các bạn có thể đầu tư được. Các bạn đầu tư thì mua nè, ví dụ bây giờ các bạn mua 100 hy đi, mà mình nghĩ là phải mua hơn 100 hy. Tại vì sao các bạn? Tại vì nó sẽ trả về mỗi ngày, cho nên là nó phải lớn hơn 100 hy ha. Ví dụ như các bạn đầu tư tối thiểu là 100 hy đi, 150 hy đi các bạn. Đó, ví dụ như các bạn mua 150 hy có 26.88 đô các bạn, tầm 5-600 ngàn à. Ha. Đó, không có bao nhiêu hết. Còn không thì 130 cũng được. Có 23 đô tầm 500 ngàn các bạn. Không, không bao nhiêu hết, và nó sẽ trả về cho các bạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem nè, mình sẽ cho các bạn xem cái bên Telegram nè, để các bạn dễ hiểu nha. Ok, đây xe rồi đây không ra không. Đó, thì bây giờ nè, nó có hai cột nè. Cái cột 58, 17 là active, tức là 58.141 hy thì có thể rút được nha. Nó đang trả về đây các bạn, mỗi ngày nó trả từ đây nè. Từ đây về đây nè. Và đầu tháng 4 thì nó sẽ trả cái từ phần 58.000 nó về đây nè. Đó. Đó thì mình mua, mình đầu tư bây giờ nó trả về cho mình được 685 hy gì đó. Thì đầu tháng 4 này sẽ gấp đôi lên các bạn, tức là khoảng 1.300. Được chưa? Thì một ngày nó sẽ trả hơn 4 hy. Nó gấp đôi lên các bạn, vài lần nó sẽ đủ ha. Thì nó chỉ có điều là giá nó hơi thấp một chút thôi, nhưng mà chả sao các bạn, chủ yếu là chúng ta lấy được cái phần thưởng ha. Thì cái video này á, mình làm bởi vì có nhiều bạn mất niềm tin về con này. Tuy nhiên là mình cũng theo dõi thời gian thì mình thấy nó vẫn tạo ok các bạn. Ở đây mình giới thiệu được 1.370 người các bạn, và cái F2 của mình là 6.183 người ha. Cho nên là mình thấy là nó vẫn trả rất ok, không có vấn đề gì, chỉ điều là nó hơi khó một chút thôi. Cái điều kiện nó là các bạn đăng ký thì các bạn phải tuyển rep thì mới được claim thôi, còn không thì mua. Và giá này mua cũng ok các bạn, nó trả rất ok ha. Còn cái việc của các bạn mua hay không quyết định cho bạn, cho mình không có suối nha. Đó là mình thấy như vậy, thì mình khuyên như vậy đối với những người mà có nhiều hy đó ha. Khi mà các bạn mà mua rồi, các bạn sẽ được vô cái nhóm này nè, cái nhóm hy buyer nè nè. Cái nhóm này bọn nó mua kinh khủng đó các bạn nè. Nó mua khủng lắm chứ nó không phải là nó mua vừa đâu. Các bạn mà mua 100 hy đây, các bạn sẽ thấy cái nhóm này nó khủng lắm. Đó, toàn là đầu tư vài chục ngàn, vài trăm ngàn không á, chứ vài trăm ngàn hy đó các bạn, chứ không ít đâu. Nè, 90 triệu nè, khủng khiếp. Đó, nó đầu tư cái kinh khủng mà các bạn xem, các bạn thấy khủng lắm ha. Thì đó,
Đó là như vậy ha. Hy vọng mà các bạn cũng không có nên bỏ sớm cái dự án HY này. Thì nói chung mục đích của nó là không phải cho miễn phí đâu, mà thực tế là đầu tư đó. Còn các bạn không tin thì thôi cũng không sao cả. Chủ yếu là mình chỉ cái phần lấy cái phần thưởng. Thì cái video mà để nạp 100 HY á, mình sẽ để trong bình luận đầu tiên hoặc mô tả video, các bạn có xem có thể làm theo ha. Rất là dễ, các bạn cứ xem cái video đầu tư là làm được thôi ha. Thì mình nhắc lại như vậy, còn ai làm thì làm, còn không làm thì thôi nha, cũng mình cũng không ép được đâu. Rồi. Nếu có gì thắc mắc bạn có thể bình luận với video để mình giải đáp các bạn nha. Và đừng quên cho mình một like trên video cũng như đăng ký kênh YouTube của mình, sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Còn bạn nào thích chơi con hay này có thể đi vào mô tả video đăng ký đi các bạn. Mã giới thiệu của mình vẫn là Picasso nha. Rồi, chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.